Vâng các bác ơi, đây là một combo phun đôi 725 cho một bác khách. Các bác nắp loa các cái dòng loa hỏa tiễn phi thuyền cần đến phun đôi 40 hoặc là các cái dòng loa 725 thay vào từ leo để cho nhẹ hơn, sáng tiếng hơn thì các bác có thể lấy combo cao cấp này nhá. Nó là hàng mới đập hộp ạ. Nói là cao cấp thôi nhưng giá của nó cũng vẫn là rẻ so với các bác đi mua một cặp loa mới hàng lung tung beng lay tay bay các bác nhá. Và các bác cùng xem mẫu ngày hôm nay là một cặp bát 40 neo khối. Bên em bán mẫu này nâu rồi. Đi bác có đôi 46 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Đây là neo khối. Bình thường neo khối khác từ nằm ở trong côn thì từ nó nhỏ thôi. Còn con này nằm từ ngoài côn bích dày 7 màu. Côn của nó là 76 từ neo khối từ 131 này. Viên từ neo rất to luôn, nó nằm ở bên ngoài côn. Đấy, còn các loại khác nó nằm ở trong cái côn cơ. Cái côn của nó chỉ có 75,5 nhưng cái từ của nó thì nằm trong côn thì nó sẽ bé hơn một chút. Và màng của nó sần, xương cá trẻ đôi. Con này màng sân dầu bóng gân 2 gân. Đấy. Đây là combo phun đôi cho một bác khách. Các bác nào mà có nhu cầu để đặt mua với dòng sản phẩm cao cấp thì chơi bát neo này. Neo này là tiếng của nó rất hay và em làm mẫu này lâu năm rồi, đánh giá chất lượng âm thanh hay, nhiều anh em nắp đại lý nắp mẫu loa này đều khen con này tiếng rất ngọt và khỏe. Khỏe hơn các dòng neo khác các bác nhá. Nếu mà côn 76 nó sẽ khỏe hơn vì từ nó sẽ to hơn. Và đây là tép neo BNC. Bát neo rồi thì lại phải dùng đến tép neo 750 850 BNC, côn 75. Các bác nhá, côn 75 dây dẹt nhá. Đấy, đây là tép neo. Và phân tần của nó là phân tần con này là có mã là 9925, phân tần siêu khủng luôn. Phân tần này là hai chở nhôm hình tròn. Đấy, chở nó rất là lạ, hàng của công ty. Và có mã là 9925 các bác nhá. Con này có mã là D57D. Hai bát và một kèn, có mã cho 9925 này. Hai bát một chiếc kèn. Đấy. Anh em nắp các cái ống hình phun đôi, phun đơn, nếu có nhu cầu mua phân tần, nếu có nhu cầu mua tép hay là mua bát cứ liên hệ trực tiếp cho em. Còn cả cái nguyên cái combo ngày hôm nay em gửi cho một bác khách là có giá hơn 11 triệu một bộ này để bác đi về dựng loa cấu hình cao cấp. Còn đâu anh, nếu như anh em mà mua các cái dòng bát của neo giá gọi là bình dân hơn, rẻ hơn thì nó rẻ được đáng ghẻ giả, rẻ được gần một nửa so với cặp bát này. Còn đâu cặp bát này là rất là cao cấp cho các bác cùng chơi nhá.